Ngày 17 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam và khám xét khẩn cấp đối với 4 giám đốc doanh nghiệp về hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Việt Nam. 4 đối tượng gồm Trần Thanh Sơn, 32 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo Start, Võ Tấn Cường, 33 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cuvaro, Đỗ Văn Hoạt, 29 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Học An Nhiên và Nguyễn Trung Thu, 38 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tour Media. Theo tài liệu điều tra, mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và biết số người nhập cảnh không phải là chuyên gia, nhưng do hám lợi nên cả 4 đối tượng đã cấu kết với một số đối tượng người nước ngoài để đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép theo diện chuyên gia. Khi đường dây bị phát hiện, số đối tượng trên còn có dấu hiệu trốn tránh, hợp thức hóa hồ sơ để qua mắt cơ quan công an. Ngoài việc tạm giam Võ Tấn Cường và Trần Thanh Sơn, cơ quan an ninh điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Hoạt và Nguyễn Trung Thu.